Giá thép hôm nay ngày 16 tháng 5 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm hơn 60 nhân dân tệ, biên độ giảm giá tại thị trường trong nước đã giảm. Giá thép trên sàn giao dịch Giá thép hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2024, giá thép giao tháng 9 năm 2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 61 nhân dân tệ xuống mức 3.411 nhân dân tệ, tấn. Giá than luyện cốc kỳ hạn giảm hơn 3% vào thứ ba xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tháng do dự đoán nguồn cung ngày càng tăng từ trung tâm sản xuất hàng đầu Trung Quốc. Theo Reuters, hợp đồng than luyện cốc giờ di mật vào một kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, xe của Trung Quốc chốt phiên với giá thấp hơn 3,93% ở mức 1.664 nhân dân tệ tấn, tương đương 229,91 đô la Mỹ một tấn, sau khi chạm mức thấp trong ngày ở mức 1.652 nhân dân tệ tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 4 hợp đồng than cốc dược chi cơ vờ một giảm 2,58% xuống 2.190 nhân dân tệ, tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 15 tháng 4. Ông Chen Teng, nhà phân tích tại Sinosen Future có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, việc thiếu hỗ trợ chi phí do giá than giảm đã khiến giá thép thành phẩm giảm, từ đó gây áp lực lên giá quặng sắt. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn JCE giảm 0,75% xuống còn 865,5 nhân dân tệ, tấn. Giá quạng sắt SZZFM 4 chuẩn giao tháng 6 trên sàn giao dịch Singapore, (SGX) giảm 2,17% còn 114,5 đô la Mỹ một tấn. Giá nguyên liệu thô giảm đã kéo hầu hết giá thép trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm. Cụ thể, thép cây sơ bực V1 giảm 0,68%, thép cuộn cán nóng sơ hờ hợp V1 giảm 0,84% và thép không gỉ sơ V1 giảm 0,46% thanh dây sơ vê đúc rực vờ một thêm 0,34%. Giá thép thị trường trong nước Giá thép hôm nay tại thị trường trong nước ổn định. Theo khảo sát trên siêu online, giá thép hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2024, cụ thể. Giá thép tại miền Bắc Giá thép hòa phát dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ở mức 14.430 đồng 1 kg. Giá thép Việt Ý, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 cũng giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.540 đồng 1 kg. Giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 13.940 đồng 1 kg Thép thanh vàng D10CB 300 giảm 10 đồng 1 kg xuống mức 14.630 đồng 1 kg Giá thép Việt-Nhật VGS với dòng thép CB240 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.110 đồng 1 kg với dòng thép D10CB 300 duy trì ở mức 14.310 đồng 1 kg Giá thép KIO Việt Nam KVSC với dòng thép cuộn thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 13.970 đồng 1 kg, với dòng thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.270 đồng 1 kg. Giá thép Việt Mỹ, VAS, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.110 đồng 1 kg, với dòng thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Trung Giá thép hôm nay tại miền Trung giảm 100 đồng 1 kg ở một số thương hiệu thép. Cụ thể Giá thép hòa phát, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg xuống mức 14.040 đồng 1 kg, thép thanh vàng dê 10 CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.390 đồng 1 kg. Giá thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.440 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.750 đồng 1 kg. Giá thép Việt Mỹ, VAS với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 14.670 đồng 1 kg. Giá thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.690 đồng 1 kg, thép thanh vàng D10CB300 ổn định ổn định ở mức 15.300 đồng 1 kg. Giá thép tại miền Nam Giá thép hôm nay tại miền Nam cũng giảm 100 đồng 1 kg. Cụ thể, giá thép hòa phát, với dòng thép cuộn CB240 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.040 đồng 1 kg. Thép thanh vàng D10CB300 giảm 100 đồng 1 kg, xuống mức 14.430 đồng 1 kg. Giá thép Pomina với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.590 đồng 1 kg. Thép thanh vàng D10CB300 ổn định ở mức 15.300 đồng 1 kg. Thép Việt Mỹ, VAS, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.010 đồng 1 kg thép thanh vàng D10CB300 ở mức 14.410 đồng 1 kg. Thép tung ho, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng 1 kg, với dòng thép thanh vàng dê 10 cb 300 ở mức 14.510 đồng 1 kg. Giá vàng thế giới 16 trên 5 Giá vàng thế giới tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 27,4 USD lên 2.385 USD trên ounce vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 23918 USD trên ounce, tăng 31,9 USD so với dạng sáng qua. Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần vào ngày 15 tháng 5, giờ Mỹ nhờ được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng bạc xanh và lợi suất giảm sau báo cáo lạm phát mới nhất. Dữ liệu công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 4 tăng ít hơn dự kiến, làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đồng USD giảm 0,5% xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chuẩn cũng chạm mức thấp hơn một tháng. Trước đây một ngày, ông Jerome Powell, chủ tịch Fed tiếp tục khẳng định lạm phát đang giảm chậm hơn nhiều so với dự báo. Fed không có cách nào khác là phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Với mức tăng giá của chỉ số giá sản xuất PPI được công bố trước đây, một ngày và chỉ số CPI tháng 4 tại Mỹ đều ở mức rất cao, nên thị trường đều cho rằng Fed chưa thể sớm hạ lãi suất điều hành đồng USD. Mặc dù vậy, nhưng đồng USD đêm qua và dạng sáng nay giờ Hà Nội đã lao dốc, đánh dấu 4 phiên giảm liên tiếp trong giỏ thanh toán quốc tế. Cụ thể, chỉ số đô la index đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so, với 6 đồng tiền chủ chốt giảm mạnh 0,71% về mức 103.872 điểm, vào lúc 5 giờ 54 phút sáng nay giờ Hà Nội dự báo Fed chưa sớm hạ lãi suất, nhưng đồng USD lao dốc bởi nhà đầu tư lo ngại rủi ro gia tăng khi cơ quan này giữ lãi suất ở mức cao. Do đó họ đã chuyển hướng nắm giữ USD sang đầu cơ vàng đảm bảo nguồn vốn, cũng như tìm kiếm cơ hội sinh lời của kim loại quý. Các kim loại quý khác cũng tăng giá vào phiên hôm nay, nhờ đồng đô la yếu hơn. Giá bạch kim tương lai tăng nhẹ lên 106585 USD trên ounce, trong khi giá bạc tương lai tăng 0,2% lên 28,767 USD trên ounce. Giá vàng trong nước. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đang niêm yết ở mức 87,7 triệu đồng trên lượng mua vào và 90,2 triệu đồng trên lượng bán ra. Như vậy, so với dạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 1,7 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán. Giá vàng SJC tại tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội mua, bán quanh mức 87,7-89,4 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 1,2 triệu đồng trên lượng chiều mua và tăng 900.000 đồng trên lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Trên lệch mua, bán giảm ra từ mức 2 triệu đồng giảm xuống 1,7 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SGC tại tập đoàn Doji trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh mua, bán quanh mức 87,5, 89,2 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng trên lượng chiều mua, và tăng 700.000 đồng trên lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Trên lệch mua, bán giảm ra từ mức 2 triệu đồng giảm xuống 1,7 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SGC tại công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87,80, 90,00 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Còn tại bảo tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 87,80, 90,40 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Giá vàng Việt Tin Banh niêm yết ở mức 87,7 triệu đồng trên lượng mua vào và 90,02 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 1,7 triệu đồng chiều mua và 1,18 triệu đồng chiều bán. Giá vàng miếng thương hiệu PNG cũng được điều chỉnh tăng 1,7 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán lên lần lượt 87,7 triệu đồng một lượng và 90,1 triệu đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn hôm qua tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp so với phiên trước. Cụ thể, nhẫn tròn trơn vàng rồng thăng long tại công ty bảo tín Minh Châu, đứng ở mức 75,51, 76,86 triệu đồng trên lượng, mua bán, tăng mạnh 480.000 đồng trên lượng chiều mua, và tăng 430.000 đồng trên lượng chiều bán so với chốt phiên trước tranh lệch mua bán là 1,35 triệu đồng trên lượng. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 75,55, 77,05 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 400.000 đồng trên lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước tranh lệch mua, bán ở mức 1,5 triệu đồng trên lượng.